Hello everybody. I'm glad to see you on the online class. We are going to learn the conditional clause real and unreal. Chào các em, rất vui gặp các em trong lớp trực tuyến này. Hôm nay chúng ta sẽ học về câu điều kiện thật và không có thật. The content in clause 4 fast. If clause type 0, if clause type 1, if clause type 2, exercises. Nội dung các em gồm có 4 phần: câu điều kiện 0, câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và bài tập là phần cuối cùng. Let's begin. If clause type 0, there are two facts, if clause and main clause. If clause we use present tense and main clause we use present tense too. Điều kiện zero thì có hai phần, đó là mệnh đề if và mệnh đề chính. Cả hai mệnh đề đều dùng thì hiện tại. The structure is if subject plus V1, comma subject plus V1. For example, if a dog sees a stranger, it barks. Chúng ta dùng điều kiện zero khi có điều kiện mệnh đề if, mệnh đề chính chắc chắn sẽ ra, thì ta sẽ dùng điều kiện zero. Ví dụ như nếu mà con chó thấy một người lạ thì luôn luôn nó sủa. Cái điều kiện đó chắc chắn xảy ra. Khi mà con chó thấy người lạ thì chắc chắn là nó sủa, thì lúc này chúng ta sẽ dùng điều kiện zero. Các em cần phân biệt giữa điều kiện 0 và điều kiện 1. Conditional clause type 1. We use present tense in if clause and we use present tense with modern verb in main clause. The structure is if subject cộng V1, phải subject cộng modal cộng ba verb, hoặc là will cộng ba verb. For example, if you study hard, you can pass the exam. Điều kiện chúng ta dùng điều kiện loại 1, điều kiện thật có thể xảy ra trong hiện tại hoặc là tương lai. Thì mệnh đề if chúng ta dùng thì hiện tại và mệnh đề chính chúng ta thì dùng thì hiện tại với modal verb và sau đó là cộng ba verb, hoặc chúng ta có thể dùng là subject cộng will cộng ba verb. Ví dụ như nếu như bạn học chăm thì bạn có thể thi đậu, thì cái chuyện này là nếu mà có điều kiện chúng ta học chăm thì chúng ta có thể thi đậu. Các em cần phân biệt giữa điều kiện 0 và điều kiện 1. Điều kiện 0 thì khi có điều kiện 1, khi có điều kiện mệnh đề if thì điều mệnh đề chính chắc chắn xảy ra, thì mình sẽ dùng điều kiện 0. Còn điều kiện 1 là khi có mệnh đề if thì mệnh đề chính có thể xảy ra trong tương lai hoặc là xảy ra trong hiện tại. Nó là một cái hành động có thật thì mình sẽ dùng điều kiện 1. Let's continue if clause type 2. Unreal conditional clause in the present. We use symbol past in if clause and main clause we use would, could, might, plus bad verb. Điều kiện không có thật ở hiện tại. Mệnh đề if chúng ta dùng thì quá khứ đơn, và mệnh đề chính chúng ta dùng would, could, might cộng cho bad verb. If subject cộng cho V2 ed dấu phẩy. Mệnh đề chính chúng ta dùng subject cộng would, could, might cộng ba verb. For example, if there weren't a traffic jam,
I wouldn't be always late. Đây là một cái điều kiện không có thật ở hiện tại. Rồi chúng ta sẽ đặt ngược lại. Thí dụ như không có kẹt xe, tôi sẽ không có bị trễ. Thì thực tế là có kẹt xe nên tôi luôn bị trễ. Let's continue if low time. Let's begin to rewrite conditional sentence type ones. You do exercise at home after you learn by heart structure. Các em làm bài tập điều kiện loại 1 sau khi các em học kỹ về cái cấu trúc. Let's continue to rewrite conditional sentence type 2. You do exercise at home after you learn by heart structure. Các em bắt đầu làm bài tập câu điều kiện loại 2 sau khi các em học kỹ về cái cấu trúc. Let's continue to read the basic. First, you read carefully. Then do exercise and the statement true or false. Chúng ta tiếp tục làm bài tập. Đọc kỹ cái đoạn văn và làm bài tập true or false. You exercise at home. You remember to do your exercising. If you happen to have any question, please contact me through email. Các em về nhà làm bài tập. Nếu có cái gì thắc mắc, chúng ta các em liên lạc với cô qua email hoặc là Zalo, Zalo group Messenger. Thank you for your listening. Good luck to you.